Rachel xin được chào đón quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với Việt Mỹ Channel và Rachel Quý Money. Như quý vị đã thấy ở cái chủ đề của ngày hôm nay á, nếu mà không có gì thay đổi thì trong ngày hôm nay ông Joe Biden sẽ công bố một cái gói hỗ trợ hoặc là một cái dự luật, một cái đề án. Và cái gói hỗ trợ này là một cái gói mà lớn nhất từ xưa đến nay mà mình chưa bao giờ nghe đến. Thì quý vị biết là cái gói của cựu tổng thống Donald Trump là 3.2 nghìn tỷ là đã quá lớn rồi đúng không ạ? Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay cái gói ông Joe Biden sẽ đề xuất đó là 6.000 tỷ, 6 trillion dollar, 6.000 tỷ đô la. Ha, thì ở trong đó có những gì thì trong cái video này tôi chia sẻ thêm cho quý vị. Rồi, như quý vị thấy ở đây là trong ngày hôm nay nha, sẽ công bố một cái budget, một cái gói khoảng chừng là 6.000 tỷ đô la. Nếu như mà không có gì thay đổi thì sẽ công bố trong ngày hôm nay. Khi mà nói về Joe Biden thì một trong những cái điều mà người ta biết đến là xài tiền đúng không ạ? Thì tại vì ông có rất nhiều proposal, thì quý vị biết rồi, một trong những cái là đã ký tiền cho 1.400 đó. Và nếu như số tiền này mà được thông qua, dự tính sẽ xài là 8.2 trillion, là nghìn tỷ đô la by năm 2031. Đây là một số budget ông Joe Biden đã xin lỗi là Rachel không có kêu bằng tổng thống Biden quen, tại vì mình kêu bằng tổng thống Trump riết đã quen rồi. Mình nói chuyện nhiều khi mình kêu là ông Biden thì nghe nó cũng kỳ, mà kêu bằng tổng thống Biden thì nó cũng chưa có quen miệng đó. Cho nên là thôi, bây giờ lúc nào mà nó ra là tổng thống Biden thì Biden, còn mấy lúc nào mà ông Biden thì Biden, quý vị nha. Thông cảm giùm Rachel, tại vì mình đã quen không có kêu bằng tổng thống Biden rồi. Và những cái gói hỗ trợ mà ông đã từng kêu đó là gói American Rescue Plan, thì Rachel cũng sẽ nói cho quý vị luôn rồi, American Job Plans. Và cái điều này đã chính thức được báo đài đưa tin rồi ha, nói rằng là gói hỗ trợ chính phủ sẽ công bố trong ngày hôm nay là 6.000 tỷ đô la. Một trong những cái ở trong cái American Job Plans á, ở trong đây thì cái số tiền nó sẽ là cái tiền để cho cơ sở hạ tầng. Thì cái điều này Rachel cũng nói rồi, chứ không phải là tất cả những cái số tiền đều là cho tiền túi vào dân. Thì cái tiền này sẽ là giúp để xây dựng lại cơ sở hạ tầng. Và ở trong cái The American Job Plan này cho luôn cái số tiền xây dựng lại cái hệ thống Internet toàn cầu ở Mỹ. Thì hy vọng rằng là chắc nếu mà thông qua xong á, thì trong tương lai mình đi đâu bất cứ ở Hoa Kỳ mình có thể xài Internet và chắc miễn phí. Thì cái điều đó thì bây giờ là cái phone điện thoại đa số của mọi người là cũng xài miễn phí rồi. Khi mà nâng cấp hạ tầng thêm lên như vậy thì đất nước Mỹ mình chắc là giống như là không cần phải là đi vô quán cà phê mới xài Internet, mà bất cứ nơi nào cũng có thể xài free Internet. Rồi đồng thời trong cái gói hạ tầng này cũng sẽ hỗ trợ người già, elderly và những người bị bệnh tật. Theo với Châu nghĩ rằng cái phần này thì rất là good nè, cho những người nào cao niên, những người nào mà bị bệnh tật, thì nếu mà chính phủ cho được thêm tiền thì ok, why not? Tại vì bây giờ dù sao cũng là đang proposal để cho thêm, thì cho được cái gì thì cho thôi. Rồi ở trong cái The American Family Plans thì ở trong đây sẽ có cho tiền Child Tax Credit. Và cái tiền Child Tax Credit này là Rachel có chia sẻ với quý vị á, là chính phủ sẽ cho 300 đô mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ từ 6 tuổi đến 17 tuổi. Còn những đứa trẻ nào mà 6 tuổi đổ xuống thì được 350. Thì thay vì chỉ cho một lần trong cái năm nay, năm 2021 thôi, thì trong cái dự tính American Family Plan này, người ta sẽ cho đến năm 2025 lận cho những đứa trẻ em thuộc về middle class đổ xuống, là những tầng lớp trung bình. Mà quý vị biết rồi, nếu mà nói đến cộng đồng người Việt Nam của mình, làm nails, nuôi con, gia đình, hoặc là một gia đình nào mà đi làm kỹ sư đi, trung bình 100.000, 150.000, thì ở trong đây Rachel thấy là đều có cover trong đây hết. Rồi đồng thời trong cái gói hỗ trợ này đó, kêu gọi rằng là những đứa trẻ mà trường mầm non, có nghĩa là những đứa trẻ 5 tuổi
với 4 tuổi thì thường thường là chưa được đi học ở trong trường thì chưa được free. Thường thường thì cha mẹ phải trả tiền để mà đi học riêng là trường lá. Nhưng mà bây giờ trong cái gói này luôn á thì sẽ cho các em là đi học miễn phí hết. Những đứa trẻ là 5 tuổi với 4 tuổi preschool. Rồi đồng thời nữa, những ai mà muốn đi học đại học 2 năm hoàn toàn miễn phí. Thì quý vị biết là ở bên Mỹ mình các em đi học từ lớp 1 đến lớp 12 là miễn phí rồi. Đi đại học 2 năm thì phải trả tiền. Nhưng mà trong cái gói này đó là đi học 2 năm miễn phí luôn. Thì dự tính rằng nếu như thông qua cái tiền nợ công nó sẽ tăng lên là 4,1 nghìn tỷ nữa. Khi mà cái gói này được chấp thuận và thông qua đó thì những người mà cần hỗ trợ về nhà cửa nè, hỗ trợ về nông nghiệp, nông sản thì cũng được tiền, rồi education. Nói chung là tại vì cái gói hỗ trợ mà quý vị thấy là 3,2 nghìn tỷ của cựu tổng thống Donald Trump hồi trước là cho tiền PPP đợt 1, cho PPP đợt 2, cho tiền thất nghiệp dài hạn nhiều tháng, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái gói này là 6 nghìn tỷ gấp mấy lần nữa là cho rất rất nhiều. Một trong những điều mà chính sách của ông Joe Biden nói rằng á là muốn lấy tiền để hỗ trợ cho người dân Hoa Kỳ để thay đổi lại cái cuộc sống và đồng thời nữa thay đổi luôn cái industry là cái hệ thống của đất nước Mỹ này để cho đất nước Mỹ mình so sánh với thế giới bên ngoài thì có thể cạnh tranh được. Có nghĩa là đường xe điện là phải tốt nhất, đi học là phải miễn phí, bảo hiểm sức khỏe là phải miễn phí. Nó cho những người lớn tuổi, cao niên thì sức khỏe tốt hơn nữa. Con cái đi học thì được nuôi, thường thường một năm là 2.000 thì bây giờ một năm là đến 3.600, nhưng mà cho như vậy đến 5 năm sau. Cho nên rất nhiều tiền quý vị ơi. Trong cái gói đó thì cũng sẽ có tiền để sửa lại đường nè. Đường ống cống nước ở Hoa Kỳ, đường broadband internet giống như Rachel chia sẻ với quý vị đó, và hệ thống xe điện. Thì trong tương lai ở nước Mỹ mình sẽ phát triển xe điện nhiều hơn nữa, và vì xe điện phát triển thì họ cần phải có những cái nơi để mà chạc pin đúng không ạ? Thì trong những cái số tiền này họ sẽ dùng vào để build thêm xe, cái nơi để mà chạc xe điện khắp nơi cho nước Mỹ hết. Cho nên khi mà lái xe điện thì không có cần phải sợ là hết điện ở bất cứ nơi nào. Rồi trong phần này bây giờ cũng đã nói rồi đó, là tiền sẽ cho vào affordable child care nè, rồi sẽ cho tiền vào những đứa trẻ đi học trước khi mà lớp 1, có nghĩa mầm lá mầm non thì là miễn phí hết. Vào ngày hôm qua, kính thưa quý vị, khi mà ông Joe Biden nói chuyện ở Cleveland á, thì ông cũng đã có nhắc đến cái gói cơ sở hạ tầng này. Và ở trong đây ông có nói rằng á, đây là cái lúc mà chúng ta phải xây lại cái foundation, cái nền tảng của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Và chúng ta cần phải đầu tư vào những gia đình ở Hoa Kỳ này, cộng đồng và đất nước của chúng ta. Chúng ta đã biết từ lịch sử những cái số tiền mà chúng ta đầu tư vào những cơ sở hạ tầng và đất nước Hoa Kỳ này thì để giúp cho cái nền kinh tế, để giúp cho mọi người. Thì đó là cái điều mà ông đã phát biểu tại Cleveland. Dĩ nhiên khi mà cho thì mình nghe cái gì nó cũng good đúng không ạ? Nhưng mà khi mà cho thì dĩ nhiên là phải có một cái điều, đó là tiền nợ công của chính phủ sẽ tăng lên. Và nếu như mà tăng lên thì trong thời gian sắp tới thì có thể là tăng thuế. Nhưng mà một trong những cái điều mà ông hứa là không có tăng thuế cho những người thuộc về 400.000 đổ xuống. Hiện bây giờ thì không có bị ảnh hưởng gì, chỉ là chờ để mà được cho tiền thôi. Rồi kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì Rachel sẽ nói sơ qua cái tiền Child Tax Credit, là cái tiền 3.000 hoặc là cái tiền 3.600 đó. Theo như IRS thông tin vào tháng 7 nha, thì sẽ có 88% những trẻ em ở đất nước Hoa Kỳ này tự động nhận được tiền Child Tax Credit. Thì giống như Rachel có chia sẻ nhiều lần á, nếu như mà quý vị nhận được tiền từ IRS, thường thường mà direct deposit thì họ sẽ direct deposit cho quý vị. Còn nếu mà những ai mà nhận được bằng check thì họ sẽ gửi về nhà bằng check cho quý vị. Và trong cái thời gian sắp tới đây, IRS họ sẽ dựng lên hai cái online portals cho mình. Dĩ nhiên là
trước cái tháng 7 này và trong cái online portal này đó, là nếu như mà quý vị nào mà sanh con trễ hay là mới sanh con hay có bất cứ những cái gì mà thay đổi từ cái lúc mà mình khai thuế đến cái tháng 7 này thì quý vị có thể vào online để mà cập nhật cái thông tin của mình và bắt đầu tháng 7 thì họ sẽ gửi tiền ra. Trời ơi, mình suy nghĩ mình ơi, xã đất nước Mỹ mình sướng quá vậy, cái gì nó cũng cho hết, đã ghê luôn quý vị à. Rồi những ai mà đã khai thuế rồi á thì quý vị thật ra quý vị không cần phải làm cái gì, bây giờ chỉ cần ngồi đó chờ thôi thì tiền nó sẽ vào nhà bank cho quý vị nha. Nó gọi là Child Tax Credit Program. Ok, những ai mà đã khai thuế năm 2020 rồi và khai thuế trước cái ngày deadline thì quý vị không cần phải làm gì. Chỉ có những người nào mà thay đổi địa chỉ hoặc là con cái hoặc là số nhà bank tài khoản thì trước tháng 7 iOS họ sẽ có cái portal để cho quý vị cập nhật cái thông tin của mình. Và những cái gì mà tôi chia sẻ cho quý vị ở đây đều đã được iOS nói và mọi thứ đều cập nhật ở trên trang website của iOS, cho nên tất cả những gì mà tôi chia sẻ cho quý vị là có thật. Và cho dù quý vị đang chưa thấy tiền hiện bây giờ nhưng đến tháng 7 thì quý vị thấy, tại vì nó là có thật và những gì đang diễn biến và đang xảy ra. Rồi xin cảm ơn quý vị rất nhiều, hy vọng rằng cái video này cho quý vị cập nhật và biết thêm nữa những gì chuyện gì xảy ra ở Mỹ nha. Nếu quý vị nào mà chưa phải là thành viên thì quý vị nhớ là bấm like và join để ủng hộ cho Việt Mỹ Channel cũng như là Rachel Quý Money. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.